Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tháng 11 chi trả xong bồi thường đợt 1 cho ngư dân. Sóc Trăng tưng bừng đua ghe ngon ngày hội ốc ông bóc. Học sinh gặp khó khi luyện thi trắc nghiệm. Liên quan đến công tác bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra, làm việc với lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các bộ ngành xem xét kiến nghị của các địa phương để điều chỉnh trong công tác đền bù cho phù hợp, cố gắng hoàn thành việc chi trả bồi thường đợt 1 cho dân trong tháng 11 này. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, ngoài việc bồi thường thiệt hại, các địa phương cần hỗ trợ để những người có nhu cầu có điều kiện chuyển đổi việc làm. Trong 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra, Thừa Thiên Huế là tỉnh đầu tiên tiến hành chi trả tiền đền bù của Formosa. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đợt 1, tỉnh Thừa Thiên Huế chi trả 400 tỷ đồng đối với 29 xã, thị trấn của 5 huyện, thị xã. Huyện Phú Lộc là nơi có số tiền bồi thường thiệt hại cao nhất, lên tới 201,6 tỷ đồng. Tiếp theo là huyện Phú Vang với hơn 137 tỷ đồng. Dự kiến đợt 2 sẽ được tiếp tục chi trả sau đó với 350 tỷ. Tổng số tiền chi trả dự kiến khoảng 750 tỷ đối với tỉnh này. Sau Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh là địa phương tiếp theo trả tiền tạm cấp bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng vừa tạm cấp hơn 114 tỷ đồng cho người dân ở hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh để bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh trích từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ có mục đích hơn 114 tỷ đồng tạm cấp cho huyện Vĩnh Linh hơn 33 tỷ đồng và huyện Gio Linh hơn 81,4 tỷ đồng. Liên quan đến việc tồn động hơn 5.000 tấn hải sản của người dân 4 tỉnh miền Trung vì sự cố Formosa, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu tiêu hủy gần 1.000 tấn không đảm bảo an toàn, bồi thường 100% giá trị, tổ chức tiêu thụ 4.000 tấn khác, hỗ trợ 30% giá trị cho các kho đông lạnh tại 4 tỉnh Bắc miền Trung, từ Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh. Điều này đã khiến cho các chủ doanh nghiệp thu mua hải sản hết sức vui mừng và phấn khởi. Họ hy vọng với việc tiêu hủy số lượng hải sản này sẽ giúp cho người dân yên tâm hơn trong việc tiêu thụ hải sản. Trước đó, sau khi liên ngành Y tế, Nông nghiệp và Công thương tỉnh Quảng Bình thực hiện lấy mẫu hải sản tại các kho lạnh trên địa bàn để gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm, đã phát hiện có 30 trên 130 mẫu không đạt chất lượng do hàm lượng cadmi vượt ngưỡng, tương ứng với hơn 606 tấn trong tổng số hơn 3.200 tấn hải sản còn tồn động. Điều này khiến cho các chủ doanh nghiệp thu mua hải sản lo lắng vì số lượng hải sản tồn động trong kho quá lớn sẽ không bán được vì sự e ngại của người dân. Thực trạng này cũng tồn tại 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, việc Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tiêu hủy gần 1.000 tấn không đảm bảo an toàn, bồi thường 100% giá trị, tổ chức tiêu thụ 4.000 tấn khác, hỗ trợ 30% giá trị tấn hải sản đông lạnh không đạt tiêu chuẩn đã khiến cho doanh nghiệp thu mua hải sản hết sức vui mừng, còn người dân yên tâm hơn trong vấn đề tiêu thụ hải sản, đồng thời giúp cho thị trường hải sản sẽ sôi động trở lại. Tại Việt Nam, bệnh tim mạch chuyển hóa như tăng huyết áp, bệnh mạch vành ngày càng gia tăng, nhưng sau đây là một thông tin có thể mang lại niềm hy vọng cho các bệnh nhân tim mạch. Theo các chuyên gia tim mạch, bệnh nhân mắc các chứng bệnh cơ tim có thể áp dụng phương pháp cấy tế bào gốc để cải thiện chức năng tim. Các chuyên gia cho biết việc cấy tế bào gốc cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất trên những bệnh nhân tổn thương cơ tim, không thể phục hồi, nhất là người lớn tuổi từng bị dồi máu cơ tim. Bệnh nhân sẽ được tiêm tế bào gốc vào vùng cơ tim bị tổn thương. Sau từ 3-6 tháng điều trị, ghi nhận bệnh nhân có sự cải thiện chức năng tim đáng kể. Đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi cho thấy hiệu quả rõ rệt hơn so với các bệnh nhân lớn tuổi. Cũng theo báo cáo, tất cả bệnh nhân được cấy tế bào gốc không bị biến chứng, vùng cơ tim từng bị dồi máu đã hồi phục đáng kể. Việc cấy tế bào gốc không chỉ được ứng dụng trong điều trị bệnh lý tim mạch mà còn rất nhiều bệnh lý khác về thần kinh. Hiện phương pháp này đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước như Mỹ, Nhật, Nam Triều Tiên, Israel. Riêng Việt Nam đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm với ghi nhận kết quả bước đầu rất tốt. Tranh thủ những ngày cuối của đợt xả lũ hồ chứa nước Cam Ranh, trong 2 ngày vừa qua, người dân địa phương nơi đây lại tiếp tục mạo hiểm đánh bắt cá ngay trên tràn xả lũ. Ngoài việc quăng lưới, người dân còn xuống tận mặt tràn xả lũ, đứng ngay giữa dòng nước xiết để chộp bắt cá. Đây là hình ảnh ghi nhận vào trưa ngày 13 tháng 11 năm 2016 tại khu vực tràn xả lũ hồ chứa nước Cam Ranh, nơi đang có nhiều người dân địa phương mạo hiểm đánh bắt cá. Ngoài việc quăng lưới rất dễ bị té ngã khi mất thăng bằng, một số người còn bất chấp nguy hiểm xuống tận mặt tràn đứng ngay giữa dòng nước chảy xiết, dùng vật lưới để chộp bắt từng con cá đang cuồn cuộn trôi theo dòng xả lũ. Rất mong chính quyền địa phương nơi đây sớm nhắc nhở, chấn chỉnh đến người dân tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tính đến đầu tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương cho biết đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 công ty đa cấp. Hiện tại, số doanh nghiệp hoạt động chỉ còn 42 so với con số 67 công ty năm 2015.
Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, các vi phạm phổ biến trong hoạt động bán hàng đa cấp thuộc về các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Vi phạm của các doanh nghiệp tuy có bán hàng theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Cùng với đó là vi phạm của các doanh nghiệp không bán hàng theo phương thức đa cấp mà sử dụng phương thức đa cấp để kinh doanh dịch vụ hoặc huy động tài chính. Từ tháng 6 2015 đến tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương đã kiểm tra, khởi xướng điều tra 65 vụ việc đối với các công ty bán hàng đa cấp, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt trên 11 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung tích cực triển khai công tác xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 42/2014/NĐ-CP để trình chính phủ ban hành vào cuối năm 2016 đầu năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, dự án thanh thải dòng chảy hạ lưu trên địa bàn thành phố Cam Ranh là một dự án xây dựng mang tính cấp thiết nhằm hạn chế tình trạng ngập lụt trong mùa mưa tại các khu vực dân cư trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, dự án chỉ mới thực hiện được gần 50% khối lượng công việc. Nguyên nhân là do việc giao đất cho chủ đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn, làm chậm tiến độ thi công công trình. Các vị trí đặt cống thực hiện dự án thanh thải dòng chảy trên địa bàn các phường Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa và Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Đến nay, dù chủ đầu tư dự án đã liên tục phối hợp với chính quyền thành phố vận động các hộ dân giao đất, thế nhưng công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Nguyên nhân là do sự chênh lệch diện tích đất giữa giấy tờ so với thực tế các hộ này đang sử dụng. Hiện nay, những cái trường hợp có thể người ta lấn chiếm một thời kỳ mà thay đổi qua vấn đề luật đất đai, rồi là buông lỏng cái thời kỳ mà quản lý đất đai do dân làm, hiện nay là không quản lý được. Thế do vậy, trên công tác giải phóng mặt bằng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Vì người dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng nên công trình xây dựng không tiến hành được, việc chậm tiến độ đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn. Bởi lẽ hệ thống cống ngang của dự án sẽ thu gom nước theo hướng từ quốc lộ 1A đổ ra biển. Và thực tế, ngay những ngày đầu tháng 11 vừa qua, thời tiết mưa to đã gây ra tình trạng ngập nước và xói lở tại một số khu vực chưa được lắp đặt hệ thống thu gom nước. Nếu không đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thanh thải dòng chảy thì nguy cơ ngập lụt hoàn toàn có thể tái diễn. Tưng bừng lễ hội Ốc Âm Bốc 2016, 12 giờ ngày 13 tháng 11 trên dòng sông Mas Piro, thành phố Sóc Trăng, giải đua ghe ngò năm 2016 đã diễn ra các cuộc tranh tài vòng bảng của các đội ghe nam và ghe nữ, gây chú ý của người dân trong và ngoài địa phương. Giải đua năm nay quy tụ 41 đội ghe nam và 6 đội ghe nữ, trong đó có 2 đội ghe nữ ngoài tỉnh ở Vĩnh Long và Hậu Giang, cùng 3 đội ghe nam ngoài tỉnh ở Bạc Liêu, Hậu Giang và Cà Mau. Ngay sau khi lễ khai mạc, các đội ghe nam đã bước vào vòng thi đấu đầu tiên. Không khí hai bên bờ sông khi bước vào các trận đấu hết sức rộn ràng bởi tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hút sáo. Đông đảo bà con trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng đã đến ủng hộ cho các đội ghe, tạo nên hình ảnh hết sức ấn tượng cho lễ hội Ốc Âm Bốc năm 2016. Tới thấy nữ mình mà có phong trào đua ghe ngò, thấy cũng vui sướng mà muốn theo tiếp, nhưng mà mình thấy ủng hộ, thấy nó quá vui. Để các đội ghe rất là hào hứng, các đội là thấy mạnh mà nhưng á, không ngờ mà ghe đã đóng mới, trở lại là thua là bất ngờ. Ở các trận đấu, hầu hết các đội có danh tiếng trong những năm gần đây đều giành chiến thắng. Sau khi các đội nữ thi đấu thì các đội ghe nam tiếp tục các trận tranh tài vòng loại thứ 3 và thứ 4. Tại vòng đấu này, nhiều đội ghe đã có sự tính toán để hạn chế sự xuống sức của các vận động viên, nên có nhiều đội đã thi đấu chưa quyết liệt nhằm tạo kịch tính cho lượt cuối vòng đấu bảng. Những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Chia nhỏ ma túy sau đó cho vào bánh tiêu để ngụy trang và bán cho các con nghiện. Thủ đoạn của Võ Thị Thu Thảo và Võ Thị Thu Hồng vẫn không thể qua mắt được cơ quan chức năng. Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ giao cho đơn vị nghiệp vụ công an thành phố xử lý hai đối tượng theo thẩm quyền. Sau thời gian theo dõi, trinh sát công an quận 5 mật phục tại hẻm 997 Trần Hưng Đạo bắt quả tang Võ Thị Thu Thảo đang bán ma túy cho các con nghiện. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện hai bịch ma túy đá. Khám xét nơi ở của Thảo, công an quận 5 bắt gặp Võ Thị Thu Hồng. Qua kiểm tra phát hiện Hồng mang túi chứa 91 bịch ni lông chứa tinh thể ma túy đá cùng một số viên nén. Ngoài ra, trong phòng của Hồng còn thu giữ thêm két sắt chứa ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Sau gần 2 tháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề minh họa, hiện nhiều trường đã đưa cách ôn tập theo hình thức trắc nghiệm vào chương trình học. Với các môn như lý, hóa, ngoại ngữ, những năm trước đã thi trắc nghiệm nên học sinh có nhiều bộ đề để rèn luyện. Trong khi ở những môn lần đầu tiên thi theo hình thức này thì thầy cô giáo và học sinh lại gặp nhiều khó khăn. Những bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm đã trở nên quen thuộc. Đây là môn học đã được thi theo hình thức trắc nghiệm nhiều năm nay nên nguồn câu hỏi tham khảo khá dồi dào.
Với các môn toán là môn lần đầu thi trắc nghiệm, hiện giáo viên các trường mới đang xây dựng bộ đề tham khảo. Việc xây dựng đề không chỉ phải đảm bảo phân hóa theo cả 4 mức độ, mà mỗi câu hỏi phải đưa ra được những đáp án có tính chất gây nhiễu cho học sinh. Do việc xây dựng đề khó, chưa có nhiều đề để học sinh thường xuyên thực hành, nên hiện tại các em vẫn bám sát chương trình sách giáo khoa để nắm vững kiến thức. Ví dụ là đáp án đúng có 2 đáp số, thì cái đáp án nhiễu của nó là chỉ một trong 2 cái đó thôi. Đấy. Tức là nó thiếu cái điều kiện để ra được cái đáp án đúng. Kể cả đề thi trên lớp, cách dạy trên lớp đều được bổ sung và thay đổi rất là nhiều. Thì bọn em phải học khối lượng bài tập nhiều hơn. Đại diện nhiều trường cũng cho biết đến thời điểm này, điều khiến nhiều trường băn khoăn đó là việc kết hợp 6 môn thi vào 2 tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đặc biệt, việc ra đề cho tổ hợp môn khoa học xã hội khó hơn rất nhiều. 3 môn, mỗi môn 50 phút, 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan vào một buổi thi. Đấy là cả vấn đề. Thế thì hiện nay là chúng tôi cũng động viên, chuẩn bị cho học sinh cũng như là thầy cô làm quen với cái kỳ thi đó. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức thi đánh giá học sinh bằng hình thức trắc nghiệm hoàn toàn ngoài trừ môn ngữ văn cho kỳ thi học kỳ 1 vào tháng 12 tới. Sở huy động chuyên viên giáo viên có kinh nghiệm ở các trường ra đề thi. Đề thi sẽ bám sát cấu trúc đề minh họa của bộ nhằm giúp học sinh lớp 12 tập dượt làm quen, đồng thời đánh giá năng lực sau một thời gian theo phương pháp mới. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có tài liệu hướng dẫn nào về việc ra đề thi trắc nghiệm tại các trường. Trong khi đó, trên Internet lại có khá nhiều tài liệu tham khảo không chính thống được cư dân mạng chia sẻ. Vì vậy, học sinh cũng cần hết sức cẩn thận khi sử dụng các nguồn tài liệu này. Nội dung trên cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm 365 của chúng tôi hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Hủy hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác. Huế cứu sống một bệnh nhân bằng phương pháp tác động mạch cảnh trong bên trái. Vinh danh các nhà giáo tiêu biểu ở các huyện đảo.